thì quý vị thấy mặc dù trước khi đi trước khi bà thái văn qua đó là họ cũng à, tập cận bình cũng đe dọa là, là đem tàu đồ đánh uh, tập trận đỡ ở ngoài Xin được chào đến tới tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Việt Mỹ Channel. À, thưa quý vị, à, nước Mỹ của chúng ta trong những ngày này thì có rất là nhiều những điều thú vị. À, một trong những cái chuyện hiện tại là việc mà cựu tổng thống Donald Trump bị truy tố thì chúng ta có nói nhiều rồi đúng không? Nhưng mà có một cái chuyện nữa đó là bà President, bà tổng thống của uh, bên Taiwan đi qua bên Mỹ và đã gặp ông. Ừ, chủ tịch hạ viện đó là ông Kevin McCarthy ở tiểu bang California à, thì quý vị biết đó là cái tuổi Trung Quốc là nó nhảy động lên nó không có chịu và à, nó nói rằng là nó hù dọa ham dọa rồi nó nói rằng nó sẽ sanctions thì trong ngày hôm nay à, Rachel có mời được anh Hải lên chương trình chung để mà chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề này hello Rachel xin được gửi lời chào đến anh Hải hello Rachel và yeah, xin mến chào Rachel và tất cả quý khán giả trên đài Việt Mỹ Channel Vâng, à, đây cũng là lần đầu tiên anh lên uh, trên kênh Việt Mỹ Channel Tại vì uh, thưa quý vị là Rachel có một cái channel nữa Và cái uh, kênh này thì Rachel nói về tình hình đất nước Việt Nam nhiều uh, Thì anh Hải có tham gia trong những cái chương trình bên đó Nhưng mà bên Việt Mỹ thì đây là lần đầu tiên Thì anh có thể dành uh, vài phút anh chia sẻ về bản thân của anh được không ạ? À? À, dạ, kính thưa quý vị Tôi uh, là một người Mỹ gốc Việt Là một người... Chính trị gia Mỹ gốc Việt Tôi đã hoạt động chính trị Trong đảng Cộng Hòa à, Của Mỹ Và tôi đã ra ứng cử Dân biểu tiểu bang trọt ra à, Của đảng Cộng Hòa à, Tháng 11 Năm 2002 giờ rồi Nhưng rất tiếc tôi không thắng Bởi vì thua dân chủ à, Và tôi à, Cá nhân tôi Thì tôi qua Mỹ hồi mạng 975 và tôi ở đây từ từ đó tới giờ và tôi hoạt động trong chính trị Việt Nam với Đảng Tân Đại Việt và Đại Việt và bây giờ thì làm thêm chính trị Mỹ với cái Đảng Cộng Hòa và thưa nó văng tắt nó vậy rồi dạ yeah, dạ vâng um, thưa quý vị là anh Hải cùng với Richard là cùng chung một tiểu bang à, nhưng mà quý vị biết rồi một tiểu bang thì có rất nhiều thành phố và tuy là chung tiểu bang nhưng mà anh em của chúng tôi cũng ít khi gặp nhau là tại vì chuyện ai nấy làm rồi ai cũng bận rộn và ở thành phố khác nhau nữa à, nhưng mà có một điều thì vay chù biết là anh hải từng đứng ra để mà tranh cử vào chức là nghị viên anh phân dân biểu dân biểu dân biểu tại tiểu bang à, nhưng mà quý vị biết đó, đâu, đâu phải là ai đứng ra tranh cử cũng thắng đâu đấy thì cái đó là một cái chuyện bình thường thôi nhưng mà cái điều mà chúng ta hoan hồ anh hải ở đây là anh dám dấn thân À, anh dám nghĩ dám nói và dám làm đó là một cái tinh thần mà đất nước mỹ của chúng ta khuyên rằng ai cũng nên như vậy tại vì nếu mà suy nghĩ thôi mà không dám suy nghĩ nữa thì cũng chẳng làm được gì mà thí dụ mà chỉ nói không mà không làm gì hết thì cũng chẳng được gì cho nên mình dám nghĩ mình dám nói và mình dám hành động thì đó là một cái điều em em hoan hô anh cảm ơn em Yeah. À, cho anh thêm một chút nữa mà hồi nãy anh quên nói một cái lý do uh, kêu là hidden, hidden agenda đó, là lý do sâu xa hơn đó, là tại vì anh muốn là mình mà muốn than, tham gia chính trị đó, để mà mình ảnh hưởng cái thay đổi uh, cái chế độ mà cộng sản bên việt nam thì mình phải đi vô cái chính trị địa phương và từ cái chính trị địa phương mình mới vận động quốc tế mình mới vận động luật pháp này kia cái nọ thí dụ à, mỗi lần mà những cái cơ quan quốc tế mà muốn muốn à, diễn trợ cho việc cộng cộng sản bắt việt thì mình lo mình đi cái là lớp bi vận động trước rồi quý vị có biết ăn hối lộ cỡ nào hôm cái là Uh, chẳng hạn như là những cái tội rồi những cái làm sai lầm của nó để cho người ta hiểu được và chẳng hạn như uh, quý vị thấy như là uh, trong cái cuộc mà cái hội gì đó European uh, Union uh, cái liên hiệp Âu Châu người ta vừa về Việt Nam hồi, hồi đầu tuần để người ta đi audit coi là nó có uh, cái nhân quyền nó nó có làm không thì người ta khám phá ra là ba năm trước nó ký cái hiệp ước thương mại với lại liên hiệp âu châu và một trong những điều kiện là nó phải cũng như là sửa đổi cái tình trạng nhân quyền quá tệ của bên việt nam nhưng mà ba năm sau người ta mấy cái phái đoàn dân biểu nghị sĩ của liên hiệp âu châu về vẫn còn nguyên còn tệ hơn nữa thì người ta họp báo người ta tố cáo ra thì đó là những cái chuyện mà, mà tôi muốn làm giúp cho những cái cơ quan quốc tế thấy rõ cái mặt thật của cái đám cộng sản việt nam ở bên Dạ vâng, cảm ơn anh. Là thưa quý vị là để mà hiểu rõ cộng sản Việt Nam thì đâu có ai hiểu rõ bằng người Mỹ gốc Việt những người gọi là tị nạn cộng sản đâu đúng không ạ? Những đúng. người Mỹ bên đây thì họ biết chuyện ở đất nước Mỹ hoặc là họ biết về cộng sản thì họ biết một phần nào đó thôi. Còn những cái chuyện gì mà đang xảy ra hiện tại thì phải do những người Mỹ gốc Việt của mình đại diện để mà mắt, để mà mét, để mà thông báo cho nên là nếu mà có càng nhiều người được ứng cử vào những cái chức vị um, tại địa phương của mình hay là trong cái dòng chánh của hoa kỳ thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời luôn và anh biết không em em ao ước rằng là có nhiều tuổi trẻ hơn nữa dấn thân ví dụ như là anh san lê từng đi đi lính mỹ ngày xưa đó nếu mà Ủa? ông, ông dấn thân được rất là good hoặc là những cái tiểu bang những thành phố của mình có những bạn trẻ thì mình ừ. nung nấu ví dụ con bé gái của em 8 tuổi em, em cứ thúc đẩy nó là À, thì giống như mình không ép được nhưng mà giống như mình cũng gieo cái hạt giống ở đầu nó là con ừ. giỏi con lớn lên con đi làm luật sư đi đó nhưng mà cái đằng sau cái luật sư đó thì em muốn nó dấn thân vào vào con đường chính trị này đó đúng vậy hay là giống như má nó cũng còn thì giờ để đi ra <laughs> ứng cử <laughs> ứng biểu mỗi mỗi người có một cái nghiệp anh cái nghiệp của em là truyền thông em em có có nhiều khi mình suy nghĩ nhiều lắm nhưng mà người mình cũng có hạn nhưng mà mình phải biết được là cái thế mạnh của mình là ở đâu và mình đam mê cái gì thì em là em đam mê truyền thông và cái thì cái thời đúng. gian của em tập trung vào đây rồi em nói cái đó đúng cũng như anh đam mê chính trị từ lúc mà anh mới dùng qua Mỹ là anh đã đam mê chính trị đi miết tới bây giờ dạ. Dạ, dạ vâng rồi rất là tuyệt vời thưa quý vị bây giờ đó là chúng ta nói về những cái chuyện ở Mỹ nè Bây giờ như quý vị thấy trên màn ảnh ở đây là China là Tàu cộng họ sanctions là cấm vận Regan Library và những cái điều khác khi mà người tổng thống của Đài Loan đã đến thăm đất nước Hoa Kỳ thì đối với anh anh có nhận định như thế nào về vụ việc này? À, trước hết là mình phải ủng hộ và quan in cái hành động của ông Kevin McCarthy là chủ tịch Uh, hai nghị viện uh, đảng cộng hòa, ổng đã nghĩa là bất chấp những cái lời đe dọa của tập cận bình mà ổng nghĩ uh, cũng như là đi cái con đường mà để mà làm giữ giúp cho đài loan mạnh thì cái công tác đầu tiên ông, khi ông lên đó là ổng lập một cái quỹ ban mà điều tra tội ác của trung cộng vì cái đó nó cái quỹ ban nó quý vị biết không 490 phiếu zero phiếu chống tức là cả dân chủ lẫn cộng hòa rồi cái hành động mà ông tiếp cái bà thái văn ở cái gọi là khư diện của tổng thống ronald reagan Và yeah. nó cũng là có mà mà ổng làm cái đó, đó nó cũng có một cái cũng như là một cái tín hiệu cho thấy là à, tại vì tổng thống Reagan là ông tổng thống mà ông chủ trương là hòa bình trong sức mạnh và ông tổng thống Reagan là ông tổng thống mà giật sập liên xô <laughs> giật sập xô viết duyên nhân thành ra quý vị thấy trong chính trị khi mà tự nhiên tại sao không tiếp ở Ở uh, tòa bạch ốc hay là này kia cái nọ hay, hay là ở washington dc cũng dẫn qua bên uh, california cái chỗ mà simi valley để mà cái 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 Reagan library nó cũng có cái tín hiệu đó chứ không phải là <laughs> Thì, oh, hay. À, cái gì nó làm là cũng có một cái mục đích rồi á, thì cho thấy là nước Mỹ bây giờ là mặc dù là dưới thời của đảng Dân Chủ mà tôi gọi là cộng sản Mỹ nhưng mà cái ông tổng thống à, ông Kevin McCarty là ông thuộc Đảng Cộng Hòa và ông nhất định là ông giữ cái nước Mỹ giờ nó là hết mình chống lại thằng Trung Cộng thì quý vị thấy mặc dù à, trước khi đi trước khi bà Thái Văn qua đó là họ cũng tập cận bình cũng đe dọa là là đem tàu đồ đánh tập trận ở ngoài đảo eo biển đài loan nhưng mà bà thái văn cũng vững tâm ông mới tỉnh bơ bà, đi rồi qua đây thì ông ông bên kevin carty cũng nói là trung cộng đâu có quyền gì ông ông là cái gì mà ông ông đòi là tôi không được tiếp xúc với những người nào tôi muốn rồi thành ra bây giờ đó thì tập cận bình quê quá rồi giờ làm sao mà tập Cận mình phải đành là bây giờ cấm vận hello à, em nghe nói đi ủa cái hình đâu mất rồi em? không nghe anh anh tiếp tục đi ạ à, bây giờ thì, thì là không còn cách gì thì phải đi cấm vận cái à, à, thư viện của tổng thống Reagan là một rồi cấm vận cái Hudson Center Foundation là cũng như cái cơ quan nghiên cứu về cái là những cái chủ thuyết đường lối của phe bảo thủ của cộng hòa Hudson Này, cái đó đâu nhầm nhiều gì đấy không làm cái chuyện đó là chuyện rùi bu cái, dạ cái... <laughs> yeah. bây giờ quý vị ok như quý vị thấy ở đây nói rằng là trung cộng Tàu cộng nó sanction cái Regan Library cái thư viện của Regan thì cái câu hỏi ở đây á có có chết tay nào không? và có bị ảnh hưởng nào không và thằng tàu cộng này nó có phải là người đổ tiền vào trong cái Regan Library không? Ồ nếu như mà tôi cấm vận tôi không chu cấp cho các bạn nữa thì bạn sẽ bị thiếu bị hụt bị này bị kia. Ủa, dù là ai? du cấm vận cấm vận cái gì cấm vận library. Ủa cấm vận library có nghĩa là người dân không được tới library hả? Đâu phải. Library người ta vẫn vận hành và người dân vẫn đến. Du làm được cái gì? Cái này là chỉ là dùng truyền thông và báo chí để mà uh, mỹ dân mà thôi, hay là mỹ dân của người của nó chứ không phải là thí dụ Ủa? ở bên Mỹ này, nếu mà mình nhìn gốc cái vấn đề thì làm cái chuyện review. bu. Tức là khi nó cấm vận như vậy đó thì nó nói là tất cả những nhân viên những người nào mà làm việc cho Ronald Reagan Library không bao giờ được vô nước tàu hay là không được thương được không được đi visit không được vậy cú okay, khé ai cần <laughs> không không phải là chỉ là không cần nữa nhưng mà hả bây giờ cho là bỏ tiền kêu người ta đi nhưng cái khi người ta không muốn đi tại vì quý vị biết đó, quý vị biết đó, là bên tàu họ vẫn mở ra cho khách du lịch nhưng mà họ rất là hạn chế. Khi mà đi đến đó mình chỉ đi được những cái nơi mà họ cho khách du lịch đi thôi. Còn đi sâu vào tí nữa là nó không cho đi hoặc là khi mà đi á, thí dụ mà mình lén mình đi á là thí dụ nó không biết thì thôi mà nó biết á nó tìm cách để nó đi theo để nãy tại vì họ không có muốn những người ở quốc tế thấy được bên trong đời sống của những người ở Tàu cộng nó như thế nào. Tại sao vậy? Ví dụ như bên Mỹ này, ô bán tới đi nước Mỹ nó rất là đẹp, rất là vui, rất là mọi thứ rất là tuyệt vời, mình mời người ta đến đúng không? Còn cái này cái gì đẹp khoe mà xấu thì che. Mà quý vị thấy là tại sao nó che? Mà đi về về trong đó không có YouTube, không có Facebook, không có internet nữa, bây giờ cấm người ta không tới. Bây giờ hỏi là mời anh Hải đi, anh Hải đi không? No. No. Nhưng mà Rachel ơi, nếu mà mình suy nghĩ, nếu mình đặt mình ở trong vị trí của tập cận bình. <laughs> trong nước á, thì về kinh tế thì hiện thời giờ nước trung cộng nó đang bị khổ sở về vấn đề kinh tế, ý họ cũng bị là lạm phát rồi, mà do xăng rồi lên khó khăn. Yeah. thì nếu mà em nghĩ đó, nếu em là tập cận bình em không lẽ em im, không lẽ bây giờ bà tổng thống đài loan mà đi qua mỹ mà em ngồi em im ru em để vậy thì mất mặt rồi đâu có coi được thì, thì em cũng đâu... phải la hoặc hoặc quạt 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 vài cái rồi im để cho cũng tao đây cũng chống đối nhưng mà hả mà mày đi thì thì thôi tại vì mỹ mạnh quá tao sợ thôi nhưng mà mình cũng hiểu là tập cận bình ở trong cái gì thế là phải la làng vậy thôi cho nên nếu mà em giờ mà thấy cái 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 mà cấm giận đó nhẹ hơn cái hồi mà năm ngoái bà pelosi đi nhiều năm ngoái bà pelosi tức quá cấm giận hẳn lóc kiếp martin rồi cấm giận mấy cái công ty rồi thì còn thấy có vẻ giống như là một cái gì một cái gì là ảnh hưởng kinh tế cho Mỹ yeah. này kia nọ còn này Reagan Library Action Center chuyện dạ dạ đúng rồi anh với lại là có một cái nữa là chuyện ở ngoài biển đông tại vì một trong những cái mà tuổi tàu cổng nó ưa làm á là họ ví dụ như họ mà nổi nổi điên hay là họ muốn hù gì Taiwan hay là Việt Nam đi thì họ làm gì họ họ đưa những cái tàu hạm đội lái vòng vòng hoặc là đưa máy bay vào tập trận bắn đùng đùng ví dụ vậy đó thì chuyện này đang xảy ra như thế nào họ cũng đem ra khi không có biển đông mà cái cái eo biển Đài Loan ừ. cũng bắn đùng đùng nhưng mà bắn xuống nước <laughs> bắn hù dọ coi có ai sợ không vậy nhưng mà bắn trước khi bà đi đem đem tàu rồi bao nhiêu giấy... Một đống vàng quân như vậy nhưng mà bả tỉnh bơ vẫn cất cánh mà đi thôi. Ừ. Thì một lần nữa cái phản ứng của Tập Cận Bình phải làm vậy thôi. Là bởi vì anh nói thiệt á, cái vũ khí của Trung Cộng thì nhầm nhò gì đối với cái vũ khí của Mỹ. Thì Tập Cận Bình nhìn thấy cái gương trước mắt là Putin dại dột muốn thử sức cho vũ khí Mỹ thế nào thì bây giờ bị mắc lầy ở bên Ukraine thì bây giờ tập cận mình cho nên nó nói nói vậy chứ đâu dám mà thử mà trời ơi em phải biết một cái chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ kiểu mà nó nó đem chừng ba chiếc như vậy là chết bà cái 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 hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Cộng rồi rồi không nó đem máy bay nó dội một cái này nổi cái máy bay mà F-16 của Mỹ mà nó cất cánh lên cái là thôi rồi hay là mấy cái mà máy bay mà 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 gì đó à, đi bà, anh quên mất cái số nó rồi nhưng mà đi mà nó, nó kêu là không có không có phát phát hiện được nó đó. Ừ. là tiêu là phản chân cộng thua mà mà là Mỹ đã xác nhận là Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan hy vọng là là cái cái đó là Biden không có không có nghĩa là nói tầm sàm như là cái hồi Afghanistan nghĩa là không có cái kiểu mà nói xong là không làm hay là Obama nói hồi cái vụ Syria uh, thảy bơm hóa học cho những cái người mà chống đối đã rồi tới chừng nó thảy thì cứ im đó yeah, nhưng, yeah. Mà, nhưng mà nhưng cái mà... thế của tập cận bình sau khi nhìn thấy uh, Putin mắc lại ở U ở ukraine thì anh nghĩ là cũng bắt đầu suy nghĩ dạ yeah, dạ yeah. anh nhưng mà có anh... một điều ồ cái, cái cái chuyện mà ông biden hy vọng rằng ông đừng có nói ra nó vô mà nói cái cái gì mà sai nhớ. có một điều là À, nếu mà quý vị theo dõi ông Joe Biden từ cái lúc mà ra tranh cử đến bây giờ thì hầu như bà Nancy Pelosi là chị hai của ổng đúng không bà ổng <laughs> <laughs> sợ bà giống như bà giao sao ổng làm vậy nhiều khi đó, trong cái lúc mà phỏng vấn rồi cái ổng vừa mới nói gì đó, cái xong rồi cái ổng nói là ồ oh, được không uh, is it okay Nancy Nancy Pelosi giống như là phải xin phép chị hai trước cái đã được cái yeah. đó đó nó... Rachel có biết là tại vì ổng phải nghĩa là bợ đỡ bà Nancy, bởi vì Nancy là nắm cái quyền mà thẩm viện, quyết tiền, tiền bạc, ngân sách theo bất cứ cái luật gì. Là, thành ra nếu mà bà đó mà không vui lòng, là bà không thông qua thì cũng chịu thôi. Đúng rồi. Với, với lại là em nghĩ nữa là để mà ông Joe Biden ngồi được cái ghế đó cũng nhờ bà Nancy rất nhiều. Tại vì quý quý vị thấy ông có đâu đâu có đi vận động đâu. Trốn ở tầng hầm không à mà tại sao trúng là tại vì quý vị thấy rồi là cái việc bầu cử là điểm phiếu qua thư, bỏ phiếu qua thư mà cái điều này ai đưa ra? Thì do bà chị Hai bà bà ra lệnh đúng không? À, Rachel đưa ra một cái điểm rất là hay rất là đúng là tại vì không phải mà mà Nancy không mà là Barack Hussein Obama mà ông ta đã có một lần trong một cuộc phỏng vấn ông nói là cái ông thích nhất ông bầu obama là thích một người khác làm tổng thống tại vì theo hiến pháp ông không ra được nữa ừ. mà ông lúc nào obama lúc nào cũng muốn biến nước mỹ thành một cái nước xã hội chủ nghĩa cộng sản cho nên đó, ông nói là ông không có cái gì ông sung sướng cho bằng là ông ngồi đằng sau lưng mà ông có một cái máy ông nói ra không ai thấy nhưng mà cái người mà đứng ngoài mặt làm tổng thống nó hiểu được nói vô lỗ tai để mà người kia thi hành những cái đó thì quý vị thấy không bây giờ là y chang là Obama làm cái đó để mà để mà Biden thi hành thôi tại vì Biden nó là không có biết gì hết không nhớ tới giờ làm gì phải đi ngủ hay là đi ăn ice cream của Biden thích thì làm sao mà làm sao mà biết suy nghĩ cái đường lối này đường lối kia trở lại Obama đó là Rachel có biết là hồi mà Obama ra tranh cử đó. 2008 là Obama cứ nói là Obama sẽ transform America, tức là biến đổi America. Rồi cái chuyện đầu tiên mà ra mà tranh cử là đi một cái dòng khắp nơi trên thế giới đi xin lỗi những cái nước kia cho cái sức mạnh của Mỹ là Mỹ giống như là imperialistic America giống như là bọn cộng sản Bắc Việt hồi xưa nó cứ kêu mình là imperial, đó là 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 nước Mỹ mà là... anh không biết nó kêu lại cái gì mà cái có cái chữ mà nó nói giống như là mà nước Mỹ hà hiếp những cái nước nghèo rồi vậy, à. ăn. thành ra Obama là cái người mà muốn chia sẻ chia rẽ nước Mỹ và biến nước Mỹ thành một chế độ cộng sản một trong những điều quan trọng ít người để là Obama là cái người mà đi học theo cái ông mà mục sư Jeremy Wright là cái ông nói là theo chủ nghĩa cộng sản là từ mấy chục năm mà Obama theo cái ông đó mấy chục năm luôn mà cái ông đó là một cái ông mà là tinh lành rồi mỗi một cái bài giảng xong là lúc nào thay vì mà như là mục sư hay là ông cha thì nói là God bless America, Jeremy Wright cứ luôn nói là chấm dứt một cái buổi lễ là God damn America mà Obama quý vị đi vô Google quý vị sẽ thấy là <laughs> Mà thì vì ông... thường 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 là đa số khi mà tổng thống hay là những người nào mà thật sự yêu nước Mỹ là họ sẽ là God Bless America cái câu yes. đó mình nghe hoài và trên cái đồng yes. tiền của Mỹ cũng có cái cái từ yes. cái tiền coin cho tới tiền giấy là cũng có cái chữ God Bless America còn ông này ông nói là God, God Damn America ừ, ông một xưa này uh -huh. mà cái, cái 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 mà vui bây giờ anh kể lại đó là cái hồi lúc mà tui, anh ra tranh cử có anh, anh đưa ra cái đó ha cái vụ mình nãy giờ nói đó, Obama đứng sau lưng Obama muốn thay đổi cái này cái chữ mà I will transform America từ Obama đó ít người đi sau khi nói rồi về họ nghe lại những cái bài diễn văn mới thấy ah à, đúng vậy <laughs> Obama muốn là cái người đem cái chế độ cộng sản kêu là anh kêu là cộng sản Mỹ đến nước Mỹ bữa nào anh... mà bây bây giờ có có cái câu là cộng sản Mỹ đó tại vì em thấy nó thường á là khi mình nhắc đến đảng dân chủ Mỹ thì sẽ bị dính liền với là đảng cộng sản Mỹ đúng không? thì thì những những cái điều họ làm tại sao mà gọi là cộng sản Mỹ? Good question. Chẳng hạn như cộng sản đúng cái cộng sản chủ thuyết cộng sản là cái thời mà của Karl Marx đó là cái ông Karl Marx đó, ông đó là cha cộng sản, thành ra ông nói là muốn thành công, chủ nghĩa cộng sản phải chia giai cấp giàu, nghèo, học thức, thất học. Ừ. Thì cái đó tiếng Anh nó kêu là critical theory. Okay. Rồi cái ông Obama đó, ông nhận lệnh của cái cộng sản quốc tế mà thể hiện qua tên tỷ phú George Soros. George Soros, yes. À, thưa quý vị là ông này là người đã phân nên tiền cho cái ông Alvin Bragg để mà truy tố của... Yes, yes, Mà không phải là Alvin Bragg không, mà là tất cả những cái hành động mà biểu tình Black Lives Matter đó và xúi dục là 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 từ uh, George Soros. Mà George Soros công khai, chứ không phải là giấu giếm, là cũng muốn cái là thay đổi cái 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 từ bản Mỹ. Rồi á. khi mà Obama nếu mà quý vị lợi coi trả lời quý vị sẽ thấy là cái thời điểm đó, đó Hillary Clinton là cái người đáng lẽ là phải thành là là tổng thống tại vì Bill Clinton vừa xong mà Obama lúc đó là chỉ mới đắc cử thượng nghị sĩ của cái tiểu bang Illinois lần đầu tiên trong đời giá là thượng nghị sĩ ở cái đơn vị Chicago mà tại sao mà đùng một cái đụng đùng đùng chưa có nổi tiếng chứ làm như qua bức à, Hillary luôn là uhm. bởi vì có một cái động lực tiền ở suối nó thúc thúc đẩy bởi vì lúc đầu có vị thấy là Obama với lại Hillary đâu có đâu có đâu có, đâu có ưa nhau thành ra họ lại sắp xếp ok bây giờ để cho Hillary cũng cũng đồng ý thì Hillary sẽ làm ngoại trưởng cho nên khi mà Obama lên làm tổng thống thì Obama, uh, Hillary làm ngoại trưởng là bộ trưởng ngoại giao tổng trưởng ngoại giao bây giờ trả lời cái vụ mà cứ cô đó thì obama mới là cái người mà nói là ở nước mỹ này không có chia để trị bằng bằng giai cấp như là ở trung cộng hay bên nga hay bên việt nam được là bởi vì sao giàu với nghèo á mặc dù người ta nghèo nhưng mà người ta vẫn sung sướng hơn bao nhiêu người khác thành ra đem cái vụ giàu nghèo ra không có quật obama thông minh lắm nha rồi á thì ông Obama thông minh bà vợ ông đang sau lưng cũng rất là giỏi học ra à. trường từ Harvard mà luật sư trường Harvard giỏi. rồi quá. rồi mới nói mà còn nói cái vụ mà mà học cao hay là vô học mà cũng không thành công là bởi vì cái chuyện là học ở bên đây ai học thấp nhưng họ có tiền họ vẫn có tiền không có không có quan trọng bằng cấp Obama đưa ra là phải phân biệt giai cấp thì là Mỹ sẽ bị chia rẽ liền mà chia thì mới trị đó là cái 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 chủ trương của cộng sản mình phải chia nó mình mới trị nó được cho nên đặt ra cái critical race theory thì critical race theory á, là lúc nào cũng là làm cho mỹ trắng với mỹ đen đánh nhau rồi á cái lúc mà Obama vừa lên làm tổng thống á thì ở có cái vụ xảy ra mà bây giờ quý vị mà google app là thấy được có một cái ông giáo sư Mỹ đen của Hà Và, ông đi chơi đi nhậu về mà ông quên mất chìa khóa, quên bóp rồi rồi, ông mới cười cái cửa ông trang ông cài cái cửa bật mình cái cái cái, cái tha hao rồi ông vô. Thì cái người hàng xóm người ta thấy cái ông này đen đen tối tối mà một hai giờ khuya mà cài về người ta mới kêu cảnh sát. Thì cái cảnh sát Mỹ Mỹ Mỹ, Mỹ trắng nó là cảnh sát của trường nó lại thì ông cũng đồng ý bây giờ tao phải dẫn mày đi về rồi tao kích kiếp chìa khóa rồi cho. Thì Obama la là làng mỹ trắng cảnh sát mỹ trắng kỳ thị mỹ đen rồi tới chừng mà chính cái ông giáo sư mỹ đen nó nói là không có kỳ thị tại tôi quên đó thì cảnh sát là hết phương rất Obama làm gì biết không mời hai người để vô vô tòa bạch ốc kêu là uống một ly bia để giảng hòa bia garden rồi quý vị nhớ là bao nhiêu cái thời của Obama dưới thời Obama là cái vụ mà trevon trevon Martin đó là bị bắn rồi này kia toàn là đổ thừa là mỹ trắng là cảnh sát bị trắng bắn bị đen, Obama cũng là cái người mà sát động giết bốn à, cái vụ bốn người cảnh sát bị bắn ở Dallas, mà kêu gọi là phải cũng như là giảm bớt tiền đi thay vì cứ mướn cảnh sát là phải lo dạy cảnh sát về những cái mà đi vượt si-fi đi vượt city là là, là, là gì đó, giống như đều à, lên diversify. Cái đa màu rồi đưa ý tôi muốn nói là ý là cái người mà lợi dụng cái cái uh, <laughs> cái mà mà Grace Kirko theory giải cho tụi học sinh mà không ai biết. đó Trời quý đến. vị vâng quý vị thấy đó là chừng khoảng là 4, năm 6 năm nay đổ lại thì càng ngày là cái cái rạn nứt là uh, chi để chủng tộc đó cái nạn này nó làm cho nhiều người nhận thấy và thấy càng ngày càng rõ hơn ờ. thì khi mà chúng ta nhìn lại những cái vấn đề chung đó Dĩ nhiên rồi để cho một cái xã hội nó lộn xộn lên thì mình phải quậy từ bên trong. Ừ. Và và một trong những cái cách nữa là mình quậy bằng cách chia rẽ. Mà quý vị thấy là ngày xưa trước năm 1975 á tại sao có những người mà xuống đường để mà biểu tình chống đối cái cuộc chiến tranh miền Nam Việt Nam. mà Nếu như bây giờ quý vị nhìn lại những cái hình đó quý vị thấy là những sinh viên ở xuống đường ở mỹ đó họ cầm những cái lá cờ của mặt trận giải phóng miền nam việt nam Đúng. quý vị thấy không là nó phá từ bên trong rồi bây giờ đến ngày hôm nay nó lợi dụng những người giới trẻ họ không hiểu gì hết và họ chỉ nghe đến truyền thông và oh, cho giới trẻ hay là cho người già tiền an sinh xã hội này kia nọ nhưng mà thật ra cái vấn đề là cho an sinh xã hội là mỹ nó đã có rồi và đảng cộng hòa dân chủ đều cho hết nhưng mà họ dùng truyền thông để họ chia rẽ ở đây ông mỹ mỹ trắng kỳ thị mỹ đen và họ càng làm như vậy thì nó gieo dắt vô trong đầu của mỹ đang ô tôi bị kỳ thị và khi trong đầu họ bị kỳ thị họ nghĩ như vậy do nó cái chuyện nhỏ xíu họ cũng sẽ banh ra cái kiểu là ồ tôi đang bị kỳ thị bởi vì tiếp tiếp lời của Rachel một chút xíu thôi đó là trong cái race theory nó dạy con nít là mày mà đẻ ra là mỹ trắng mà mà mày có cái khuynh hướng mày sẽ là người kỳ thị mỹ đen mà đẻ mỹ đen mày ra. mà sang ra mỹ đen là mày có khuyên hướng sẽ bị kỳ thị rồi nó dạy như vậy bao nhiêu năm mà không mình không ai biết tại vì mình về mình đâu có hỏi con cái mình mà trong trường dạy gì cho đến khi mà cái vụ mà cúm tàu á trường học đóng cửa dạy tự nhà đó hôm dạy mà online hôm á cha mẹ mới tá quả tâm tin ra mới lồi rồi ừ, ừ, ừ. bởi vậy ghê chưa ghê chưa đó mà quý vị, khi mà nói đến đây đó, một trong những cái điều nữa mà chúng ta cũng phải nhắc tới đó là vào ngày 17 tây tháng 3, 16 tây tháng 3 thì quỹ ban giám sát ở Hạ viện họ đưa ra một cái memorandum là đưa một cái cái um, văn bản rõ ràng hẳn hoi họ đã điều tra và có bằng chứng và chứng cứ rõ ràng ở đây là gia đình của ông Biden nhận 3 triệu đô la. Và ừ. họ, họ rất là chi tiết luôn, quý vị biết là quốc hội họ làm, những người chính trị gia họ làm, họ cũng phải trách nhiệm với gì họ làm chứ. Đó, cho nên những cái này là người thật, việc thật đưa ra như thế này. Nhưng mà hiện tại là bên truyền thông của cánh tả có ai nói gì tới không? Ừ. Không nói gì hết. Không nói gì hết, mà đã vậy mà còn cái này là cái tôi suy luận anh nghĩ thôi nha, mà còn bài đặt, bởi vì biết là con người cái 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 vụ mà Hunter Biden cái vụ gia đình Biden là là không có cách nào mà thoát khỏi thành ra muốn giống như distraction để làm đánh lạc hướng mới bày ra cái vụ tổng thống Trump, <cười> Trump. <cười> 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 Trump. <cười> quý vị biết đó, là cái vụ mà Hunter Biden đó, thì là cái ủy ban mà ủy ban giám sát mà của quốc hội mà rachel mới vừa nói đó thì họ đưa ra bằng cớ thấy rõ có 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 cũng như là những cái uh, chương mục nhà băng cho thấy lấy tiền đồ nó vô thì biden á trả lời với lại báo chí khi mà báo, mấy người ký giả hỏi là mày trả lời mày nghĩ gì về, về những cái mà của cái ủy ban quốc hội cộng hòa đưa ra cái ông mới trả lời cái nó không đúng sự thật thì trong cái lúc mà ông vừa đó ông nói không đúng sự thật là ngày thứ sáu qua ngày thứ bảy là cái nhà băng Cathay Bank là cái nhà băng đó của tàu nhưng mà tàu gốc là Mỹ Mỹ gốc tàu yeah. ở headquarter ở ở Los Angeles nhưng mà họ có chi nhánh ở bên Đài Loan Trung Cộng rồi Hồng Kông rồi là những cái những cái gì mà lớn đó mà của tàu đó là đi qua nhà băng đó thì cái nhà băng cafe Bank họ mới ra cái thông cáo nói là những cái gì mà quốc hội nói là đúng tức là họ 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 phản phản đi ngược lại những cái mà Biden nói thì cái câu hỏi tôi đặt ra là tại sao nó làm vậy theo tôi nhận định đó, đó là tập cận bình cũng như là cho à, cái tín hiệu cho Biden biết là mày đừng có nói lộn xộn nha mày làm theo ý tao á thì mọi chuyện bình yên còn nếu không á thì tao cứ tiết lộ từ từ vậy là mày chỉ có nước đi tù ừ. nhưng mà nhưng mà quỷ vị thấy vừa sao cái đó có cái màn truy tố tổng thống Trump, truy tố, truy tố cái tội gì cái, cái tội, tội lãng sẹt Lãng sẹt à, cái tội mà và không có đúng cái rồi tội... và và cái cái tội này là cái điều mà từ năm 2018 rồi là họ đã drop cái case này họ nói cái chuyện này nó không có chuyện gì hết xong đóng dẹp không không có bằng chứng gì hết đây rồi xong ừ. bây giờ bây giờ tự nhiên thích lôi lên để chi quậy lên truyền thông scan quậy đặng, đặng, cho mà quý vị thấy không hai tuần nay là mở tivi lên là cứ trâm 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 bị bắt trâm này trâm kia quên mất tiêu biden cái vụ mà laptop với lại mà 3 triệu của trung cộng đó đúng, đúng đó là cái, cái 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 cách mà để nó kêu là làm lãng loãng đi distraction để làm cho không có nói tới đó nữa Đúng thì rồi. cái đó cũng là cái 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 lối làm việc của cộng sản đó quý vị cộng sản yeah. việt nam có đi vậy hả? Bởi vì tôi kêu cộng sản mỹ là có lý do đó nha rồi <laughs> rồi cảm ơn anh rất là nhiều thưa quý vị chương trình của chúng tôi cũng nửa tiếng rồi anh em chúng tôi xin được chấm dứt chương trình tại đây thì quý vị nghĩ như thế nào về những chuyện mà chúng tôi bàn Thảo đến ở đây thì quý vị để lại bình luận nha à, cảm ơn anh Hải rất là nhiều và chúng ta sẽ có thêm những cái chương trình khác nữa để mà chúng ta um, sẽ sẽ phân tích cũng như là nhìn đến những cái chuyện xảy ra nước Mỹ cảm ơn anh xin Anh gửi lời chào cảm ơn Rachel và dạ, xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi anh em chúng tôi trình bày dạ, xin kính chào vâng xin chào bye bye, bye.